gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ rất là giá trị mang thương hiệu Universal. Và cái thương hiệu này tại thị trường Việt Nam mình, các nhà sưu tầm săn đón rất là nhiều. Và tại thị trường nước ngoài thì đây cũng là một trong những cái thương hiệu xếp top của thế giới và được các bác Tây cũng mua và sở hữu cũng rất là nhiều. Và nó có những cái phiên bản đồng hồ rất là ít anh em ạ. Và chiếc Universal ngày hôm nay em giới thiệu là một phiên bản rất là độc đáo và đáng được sưu tầm với một cái thiết kế rất là độc đáo. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với cơ chế tự động và nó được sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ bọc vàng, đáy được làm từ thép không gỉ. Và chiếc đồng hồ này có một cái thiết kế dial khung vỏ với bốn chân càng rất là độc đáo. Nhìn nó phá cách và nó cũng là một chiếc đồng hồ duy nhất và rất là khó kiếm tại thị trường Việt Nam mình. Chiếc Universal này là dòng Geneva và nó là một chiếc đồng hồ chạy với cơ chế tự động mỏng nhất thế giới anh em nhé. Nó khoảng 7mm và size mặt là size khoảng 34.5mm anh em ạ. Chuẩn size Vintage xưa và zin mộc nguyên bản anh em nhé. Núm zin có logo chữ U biểu tượng đặc trưng của thương hiệu Universal này. Và khung vỏ còn rất là mới và đẹp. Chiếc đồng hồ này là một trong những cái chiếc đồng hồ đáng được sưu tầm và ở cái thời điểm này mua cho biếu tặng những cái chiếc đồng hồ độc đáo và độ mới còn cao như thế này rất là hiếm anh em nha. Và đáy được làm từ thép không gỉ, còn nguyên bản chưa qua đánh bóng spa gì cả anh em nha. Và chiếc đồng hồ này với một cái thiết kế độc đáo và cũng là một cái phiên bản đồng hồ sưu tầm rất là khó kiếm tại thị trường Việt Nam bây giờ, thì anh em nào mà chưa có thì hãy nhanh tay sở hữu. Và nó được kết hợp với một sợi dây da đà điểu từ bên ngoài về, dây tây còn nguyên giá trị anh em ạ. Lên tay phải nói rất nhã nhặn và đẹp, độc đáo. Đấy, và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem chiếc Universal này mỏng 7mm và nó cán trên cái nền tay. Và cái một cái thiết kế bốn chân càng rất là độc đáo và dị. Nó là một trong những cái chiếc đồng hồ hiếm có với cái niềng benzen là được khía bông tinh tế anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này cái sợi dây cũng rất là đáng được sưu tầm, nó com nết nguyên bản từ bên nước ngoài về anh em nha. Và anh em nào mà chưa có những cái chiếc đồng hồ Universal Geneva mà có những cái thiết kế độc đáo như thế này thì hãy nhanh tay, giá em đang giao lưu là 16.500.000 đồng.